Ở bài review lần trước, chúng mình đã cùng các bạn khám phá TV series của Kamen Rider Files. Xong, nhắc tới Files, có lẽ sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn nếu như chúng ta bỏ qua phần phim điện ảnh của bộ phim này. Với bối cảnh thế giới hậu tận thế vô cùng tăm tối, movie xoay quanh Kamen Rider Files cho tới giờ vẫn luôn đứng vững trong hàng ngũ của những tập phim điện ảnh Kamen Rider hay nhất của thời đại Heisei. Và giờ, hãy cùng chúng mình tiến tới tìm hiểu Kamen Rider Files Paradise Lost để đánh giá xem những yếu tố độc đáo nào đã giúp cho bộ phim có thể thành công và chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả tới như vậy nhé. Bài review này như thường lệ vẫn sẽ có một lượng thông tin spoiler nhất định, do vậy các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nó nhé. Còn nếu các bạn không cảm thấy phiền về điều ấy, thì mình là Rin của RTK Media và chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Trước tiên, vẫn như thường lệ, ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim này. Kamen Rider Files Paradise Lost là tập phim điện ảnh xoay quanh nhân vật tiêu đề của chúng ta, khởi chiếu tại Tokyo vào ngày 16 tháng 8 năm 2003, được sản xuất bởi Toei, chấp bút viết kịch bản bởi Toshiki Inoue và đạo diễn bởi Ryuta Tasaki. Tập phim lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế khi các Oprenok trở thành giống loài thống trị nhân loại và thuộc tuyến truyện độc lập không liên kết trực tiếp với những sự kiện xảy ra trong TV series. Giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu cốt truyện của bộ phim này nhé. Kamen Rider Files Paradise Lost được cho là một cái kết khác dành cho Kamen Rider Files, do vậy nó thuộc tuyến tình tiết độc lập so với TV series. Phim bắt đầu vào thời điểm mà nhân loại gần như bị Oprenok thống trị và đứng trước bờ vực diệt vong, chỉ còn lại 10% dân số là con người sống sót phải lưu vong tại những khu tị nạn. Khi đó, trước tình thế cấp bách buộc phải kiếm cơ hội giành lại thế thượng phong từ tay các Oprenok, nhóm phiến quân dẫn đầu bởi Mizuhara đã đột kích trụ sở Smart Brain để kiếm những chiếc thắt lưng đế hoàng mà người đời đồn thổi. Xong, họ lại rơi trúng vào cái bẫy của các Oprenok và bị truy sát. May mắn nhờ có sự ứng cứu kịp thời của Kusaka Masato, một vài người trong số họ có thể toàn mạng trở về. Quay trở lại khu tị nạn với những con người còn lại sống sót, ta được nghe tới câu chuyện về sự thất thủ của Kamen Rider Files, đấng cứu thế thắp sáng và giải cứu cho nhân loại khỏi lầm than qua lời kể của Sonoda Mari. Theo đó, dưới sự tập kích của hàng ngàn hàng vạn các Rider Troopers Inui Takumi, Kamen Rider Files đã vướng vào tình thế áp đảo và nhanh chóng bị hạ ngục rồi biến mất kể từ sau sự kiện đó. Về phần nhóm của Kiba Yuji, anh cùng với Kaido và Yuka vẫn giữ vững lập trường của bản thân, muốn được chung sống hòa bình với con người dưới tư cách của những Oprenok. Mặc cho sự ghẻ lạnh, xua đuổi của những con người còn sót lại, họ vẫn cố gắng tìm tới trụ sở của Smart Brain để thương thảo với chủ tịch Murakami. Tại đó, họ đã đụng mặt với Leo, một trong những chủ nhân của thắt lưng đế hoàng, và tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của hắn ta. Quay trở lại bối cảnh trại tị nạn, nhóm Royal Troopers tiếp tục mở những cuộc tập kích quy mô lớn nhằm tiêu diệt con người còn sót lại ở nơi đây. Kusaka, dưới tư cách Kamen Rider Kaisa, đã đứng ra chiến đấu vì mọi người, hòng để chứng minh cho Mari thấy anh có thể thay thế Takumi trở thành đấng cứu thế cho nhân loại. Xong, anh đụng mặt Leo. Với sự chênh lệch quá lớn tới từ kỹ năng và sức mạnh của hai Rider Belt, Kusaka đã nhanh chóng bị áp đảo, hạ ngục rồi lấy mạng. Thân xác anh lại trở về với cát bụi. You're so dark. The Ajena from the DC universe. Tưởng như có thể đoạt lấy chiếc thắt lưng đế hoàng để thay đổi cục diện của chiến sinh tồn giữa con người và các Oprenok. Nhưng nay những con người còn sót lại ngày càng bị áp đảo nặng nề hơn. Những tuyến phòng vệ cuối cùng cũng đã gục ngã. Takumi thì mất tích, còn Kusaka, người phàm duy nhất có khả năng làm chủ được Kaisa Gear thì nay đã tử trận. Liệu rồi sẽ còn có tương lai nào cho những sinh mạng con người mong manh kia? Các bạn hãy theo dõi Kamen Rider Files Paradise Lost để tìm hiểu rõ hơn nhé! Để nhận xét về cốt truyện của Kamen Rider Files Paradise Lost thì trước tiên mình cũng phải xin dành một lời khen cho phần cốt truyện tổng thể và ý tưởng của bộ phim này. Có thể nói, Kamen Rider Files Paradise Lost là movie Kamen Rider đầu tiên ở thời kỳ Heisei bắt đầu cho áp dụng mô típ bối cảnh thế giới hậu tận thế. Một mô típ rất kinh điển thường thấy trong những bộ phim điện ảnh về thế giới sau thảm họa zombie hay trí tuệ nhân tạo, vân vân. Ý tưởng rất thú vị này cũng đã được tái sử dụng trong khá nhiều phần phim điện ảnh sau này của Kamen Rider.
phim đã set up một chuỗi sự kiện mở màn cũng như bối cảnh, không gian trong phim khá tốt, làm toát lên sự nặng nề của một viễn cảnh nơi con người đã gần như đứng trước nguy cơ tuyệt diệt bởi chủng loài phát triển hơn của họ. Phim được phủ lên bởi một tông màu đơn sắc, u tối, tạo được sự bí ẩn, không khí nghẹt thở, vừa góp phần giúp cho ý tưởng cốt truyện đầy táo bạo này có cơ hội được tỏa sáng. Thậm chí, phim còn đưa vào một số phân cảnh cực kỳ đắt giá là sự thất thủ của Faiz, là sự gục ngã của Kaisa, hai tuyến phòng vệ mạnh mẽ nhất đứng về phe con người nhằm phô diễn sự áp đảo và sức mạnh tới từ các Oprenok. Việc phim cho nhân vật Kusaka Masato tử trận sớm cũng là một điều được mình cho là vô cùng hợp lý, vừa để giúp phim có thể tập trung trọng tâm và khai thác Inui Takumi và Kibayuji, vừa là một minh chứng thuyết phục để chứng minh quyền năng đáng sợ từ những chiếc thắt lưng đế hoàng. Thêm vào đó, phim cũng rất biết cách sắp xếp cao trào, đẩy những nhân vật chính của chúng ta vào bước đường cùng và tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể quay đầu, buộc họ phải đứng trước những lựa chọn phản ánh mạnh mẽ nội tâm và bản chất bên trong họ. Với muôn vàn những nghịch lý, những mất mát, những mâu thuẫn được cài cắm xuyên suốt cả phần phim, người xem sẽ được thấy tận mắt nhìn rõ một bức tranh tổng thể đậm nét về bản chất của cả con người lẫn các Oprenok, để rồi thấy rõ được rằng làn danh giữa người phàm và quái nhân mong manh tới mức nào, để thấy được thế giới sẽ trở nên đáng sợ ra sao nếu thiếu đi những đồng cảm và thấu hiểu. Và tất nhiên, giữ vững tinh thần từ TV series của Chimera Device, phim điện ảnh Paradise Lost vẫn sẽ được cài cắm khá nhiều những drama tình cảm đầy nghịch lý, bi ai. Điều này sẽ được chúng mình phân tích rõ hơn ở phần nhân vật. Nếu để chỉ ra một số ít những điều là mình không cảm thấy thực sự hài lòng ở Paradise Lost, thì nó chỉ có thể nằm ở việc một vài tình tiết được xử lý còn chưa tới, ví dụ như phân cảnh cuối cùng của bộ phim hay việc Takumi lấy lại được ký ức và tài xuất dưới danh nghĩa Chimera Device. Còn lại thì nhìn chung, Chimera Device Paradise Lost đã làm khá chỉnh chu ở mặt cốt truyện. Tiếp theo, mình sẽ nhận xét một vài nhân vật tiêu biểu của bộ phim. Đầu tiên là Inui Takumi, như chúng mình đã đề cập ở phía trên. Dưới sự tập kích đầy áp đảo của các Rival Troopers, Takumi đã nhanh chóng bị hạ ngục và mất tích. Ở phần phim này, anh lấy tên gọi là Takeshi, sống trong khu tị nạn của con người, làm công việc đóng giày, cùng chung sống với một cô bé tên là Mina. Bởi những chấn động từ lần thất bại trước đó, Takumi đã tạm thời bị mất đi ký ức của bản thân và luôn nghĩ rằng anh là Takeshi, được cha của Mina nhận nuôi về từ khi còn nhỏ và cùng Mina trưởng thành, lớn khôn. Nhưng sau này, khi anh tham gia vào buổi dạ vũ với Mari và vô tình vướng vào một cuộc tập kích khác của đám Rival Troopers, Takumi đã lấy lại được ký ức vốn có và một lần nữa tái xuất trở thành Chimera Device. Nhìn chung, đối với nhân vật Inui Takumi thì chúng mình cũng xin lưu ý rằng khi xem Paradise Lost, các bạn cũng đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào sự tỏa sáng cũng như phát triển tính cách của anh, bởi phải tới khi mạch phim đã đi được khoảng 1/3 thì Takumi mới xuất hiện dưới danh tính của Takeshi. Và tới khoảng giữa bộ phim thì anh mới chính thức lấy lại được ký ức của mình và trở về làm Chimera Device. Thay vì để mắt tới nhân vật Inui Takumi thì các bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để theo dõi nhân vật Kibayuji nhé. Sẵn nhắc tới Inui Takumi, mình sẽ giới thiệu luôn cô bé Mina mà anh cùng chung sống trong tập phim này. Mina là một cô bé hiền lành, nhút nhát, sống khép mình. Bởi tính cách có phần khá e dè và tự ti của mình, cô gần như không có bất kỳ một người bạn nào. Bởi vậy mà cha của cô bé mới đưa Takumi tới để chung sống và làm bạn với cô. Mina dành một tình cảm nhất định cho Takumi. Nhưng đáng tiếc thay, bởi Chimera Device luôn là những câu chuyện về nghịch lý, về những chuyện tình giang dở. Và mối tình đơn phương của Mina dành cho Takumi sau cùng vẫn không thể đi tới kết quả, để rồi kết thúc bằng một khoảng lặng chua xót. Nhắc về phần những con người còn sống sót ở khu tị nạn nơi đây, đa phần họ đều là những kẻ ích kỷ. Không chỉ sợ hãi Oprenok, họ còn sợ hãi ngay chính cả những người sẵn sàng đứng ra đánh cược sinh mạng để bảo vệ cho họ. Và dẫn chứng tiêu biểu nhất dành cho những kẻ thiển cận đó chính là Mizuhara, một trong những kẻ có tiếng nói trong tổ chức phiến quân chống Oprenok. Mizuhara là một kẻ hèn nhát, tự phụ, ti tiện, thèm khát sức mạnh và danh tiếng. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để có thể đạt được mục đích riêng của bản thân. Điều này khiến hắn trở thành một đại diện tiêu biểu phản ánh sự thối rữa, mục nát trong nhân cách của con người, là một điểm neo cao trào của bộ phim để phim tiến vào những nghịch lý, những mất mát đầy dấu ấn.
Giờ chúng ta sẽ bước tới tìm hiểu tuyến trung lập của bộ phim là nhóm Kibayuchi. Nhưng Upper Notch muốn chung sống hòa bình với con người, cũng như số phận hẩm hiu của họ khi chọn đi theo con đường riêng không ai muốn bước tới nhé. Có thể nói, Kibayuchi là nhân vật trọng tâm được bộ phim khai thác triệt để nhất về những chuyển biến tính cách và nội tâm. Bản tính của anh vẫn luôn là một con người nhân hậu, hướng thiện, sẵn sàng đứng ra chiến đấu, liều mình bảo vệ cho con người, bảo vệ chính những kẻ đã xua đuổi anh. Nhưng bộ phim này đã đưa tới thật nhiều những nghịch lý như mất mát, để dồn Yuji và thế chân tường, khiến anh bắt buộc phải đi tới lựa chọn cho riêng mình. Giữa một xã hội đã chia rõ làn danh, phân rõ phe phái như bối cảnh của Kamen Rider Vice Paradise Lost, nơi lý tưởng chung sống hòa bình giữa con người và Upper Notch trở thành một điều gì đó thực sự quá xa vời, thì những kẻ đứng ở thế trung lập như Kiba, Kaido và Yuka sẽ thật sự phải chấp nhận lấy thiệt thòi và đắng cay. Họ sẽ không thể tìm được nơi mình thuộc về. Cũng chính vì tin vào lý tưởng mù quáng đó mà Kaido và Yuka đã bỏ mạng nơi chiến trường. Thực tại nghiệt ngã đã cứ liên tục đánh thẳng vào hồi tâm thức của Kiba, khiến anh phải tự dằn vặt bản thân, để rồi tuyệt vọng đánh mất tất cả, thậm chí là lý tưởng anh nguyện dành cả sinh mạng để theo đuổi, trở thành một con rối trong tay tổ chức Smart Brain. Nhìn chung có thể nói, nhân vật Kiba trong Kamen Rider Vice Paradise Lost thực sự đã được xây dựng quá tốt, không những đủ để khiến anh tạo được một dấu ấn thực sự bản sắc mà còn giúp anh có được sự đồng cảm rất lớn từ người xem. Để rồi ai cũng có thể thấu hiểu được cho sự sa ngã trong lập trường chiến đấu của anh. Kibayuchi là một nhân tố then chốt đã góp phần tạo nên cái hay của bộ phim này. Tất nhiên nếu tuyến chính diện và trung lập đều đã được đề cập thì sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc tới thế lực phản diện của bộ phim này. Ở movie Paradise Lost, kẻ đứng sau giật dây tất cả vẫn là hội đồng của tổ chức Smart Brain hay đứng đầu bởi chủ tịch Murakami. Cái hay khiến cho dàn phản diện trong bộ phim này trở nên đáng nhớ bởi chính đầu óc mưu mô, xảo quyệt của họ. Không chỉ áp đảo về tiềm lực và quân số, tổ chức Smart Brain còn đáng sợ hơn cả việc họ luôn nhắm thóp và đi trước một bước. Mọi kế hoạch được tuyến chính diện và trung lập vạch ra để chống lại Smart Brain đều được họ nhìn thấu và dễ dàng đưa tất cả vào trong. Điều này khiến cho dàn phản diện trong Kamen Rider Vice Paradise Lost trở thành một thế lực hữu hình thực sự rất khó để đối phó. Và sẵn nhắc tới dàn phản diện của bộ phim, chắc chắn mình phải dành một lời khen cho Lương Sơn Bá, Dio, Kamen Rider Visaga, được xuất sắc thủ vai bởi nam diễn viên Hà Nhuận Đông. Dù chỉ xuất hiện ở một phân cảnh nhất định và diễn xuất hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng chính nhờ thần thái cuốn hút, Hà Nhuận Đông đã dễ dàng tạo được một dấu ấn không hề nhỏ cho bộ phim này. Nhìn chung, để đánh giá về nhân vật của Kamen Rider Vice Paradise Lost thì tuyến phản diện và trung lập chính là những điểm sáng then chốt tạo nên cái hay cho bộ phim. Còn tuyến chính diện đóng vai trò hỗ trợ làm bàn đạp thúc đẩy nâng tầm cho hai tuyến còn lại của bộ phim. Tiếp đến, để xét về phần hành động và kỹ xảo, phim vẫn giữ được phong độ và thậm chí còn có phần nhỉnh hơn so TV series. Cụ thể là bởi quy mô các cảnh chiến đấu trong phim được thực hiện tỉ mỉ, có đầu tư hơn. Phim có những phân cảnh chiến đấu thực sự rất đắt giá, như cảnh Kaisa đối đầu với Visaga, cảnh Vice hạ ngục Royal Troopers trong đêm, hay cảnh chiến đấu cuối cùng giữa Vice và Oga. Tất cả đều đã lưu lại dấu ấn đậm nét trong lòng người xem, bởi sự đầu tư chăm chút trong cả khâu hành động lẫn việc sử dụng kỹ xảo. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc cho bộ phim này là phần tái hiện kỹ xảo 3D dành cho những Upper Notch còn chưa thực sự mượt mà cho lắm. Còn lại thì nhìn chung, mình cũng không có điểm gì để chê về khoản hành động và kỹ xảo của bộ phim này cả. Và cuối cùng, hãy cùng chúng mình điểm qua một vài thông tin bên lề xoay quanh Kamen Rider Vice nhé! Kamen Rider Vice Paradise Lost đánh dấu lần đầu xuất hiện của Kamen Rider Vice Blaster Form, sau này được giới thiệu trong tập 39 của TV series. Tựa đề của bộ phim Paradise Lost dựa trên áng thơ tiêu biểu của nhà thơ người Anh John Milton sống ở thế kỷ 17. Bài thơ dựa trên câu chuyện trong Kinh Thánh về sự suy tàn của con người khi Adam và Eva bị trục xuất bởi vườn địa đàng. Và đây cũng là tựa thường thấy trong những tác phẩm nói về thế giới hậu tận thế. Kamen Rider Vice Paradise Lost cũng đem đến một vài foreshadow báo trước cho một vài sự kiện xảy ra trong TV series như thân phận Wolf Upper Notch của Inui Takumi, sự biến chuyển trong lập trường và tư tưởng chiến đấu của Kiba,
cái chết của Masato Kusaka, Yuka Osada và Yuji Kiba. Vậy trên đây là những đánh giá của nhóm chúng mình về Kamen Rider Vice Paradise Lost, movie điện ảnh của Kamen Rider Vice. Có thể nói, những bộ Kamen Rider đầu tiên của thời kỳ Heisei luôn được đầu tư một cách vô cùng chỉnh chu và bài bản. Các phần phim sẽ luôn được sở hữu một kịch bản đủ sức nặng, sức hút để dành cho khán giả. Cũng rất nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, với giá trị chiêm nghiệm và giá trị xem lại vô cùng cao. Với Kamen Rider Vice Paradise Lost, có thể nói, với những đầu tư đầy thú vị và táo bạo của mình, phim xứng đáng đứng trong hàng ngũ top 3 bộ phim điện ảnh hay nhất của hành xe Kamen Rider. Còn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về bộ phim này? Các bạn có đồng tình hay không đồng tình với quan điểm nào mà chúng mình đưa ra hay không? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé! Đừng quên like, share và subscribe để tiếp tục theo dõi những sản phẩm mới mà chúng mình tung ra trong tương lai nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại! アンネットは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。